À, các anh chị có nhìn thấy màn hình mà Minh Thảo đang chia sẻ không ạ? Nếu có thì anh chị có thể nhấn một ký tự gì đó là có hoặc là một ở trên khung chat giúp Minh Thảo ạ. Bạn Thúy Lân đang mở mic có thể nhìn thấy màn hình không? Nói giúp cho Minh Thảo ơi. Nhìn rất là rõ chị ạ. Đầu tiên thì theo như cũng như mong muốn của các đại lý là cũng gọi là biết kỹ hơn một chút về công ty Phú Thái thì Minh Thảo sẽ dành một thời gian ngắn ở đầu giờ để chia sẻ với các anh chị về công ty một chút. Công ty tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Phú Thái. Và công ty được thành lập từ ngày 14 tháng 8 năm 2009, tức là đã được 13 năm rồi. Đấy. Thì ban đầu thì là thế mạnh ban đầu thì là công ty cũng mới cung cấp chủ yếu là các sản phẩm bên dòng dược, tức là chuyên về thuốc chữa bệnh đấy. Đó. Nhưng mà sau đó thì cũng dần dần là trong cái giấy phép kinh doanh là mình cũng có và dần dần mình mở rộng ra những cái mảng khác được cho phép, như là những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế, rồi những cái sản phẩm mà làm đẹp cho chị em nhưng mà nó thuộc dòng dược mỹ phẩm ạ. Và có chung một đặc điểm là đều là những sản phẩm được nhập khẩu từ châu Âu hoặc là Hàn Quốc hoặc là một số nước, nhưng mà đều đạt những cái tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ, những tiêu chuẩn của châu Âu, để với mong muốn là chủ yếu là hướng đến những dòng sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe cũng như là sắc đẹp cho người dân Việt Nam mà được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên, rất là an toàn và lành tính. Đấy là một cái định hướng lựa chọn sản phẩm của Phú Thái ạ. Và với sản phẩm thì Phú Thái đã và đang và kết hợp với Viện Dinh dưỡng Trung ương này, một số bệnh viện lớn, những cái chuyên gia lớn và những cái công ty để mà làm sao tìm kiếm cũng như là đặt hàng những cái sản phẩm để mà có chất lượng cao mà chuyên về chiết xuất thiên nhiên để nhập khẩu về và phân phối trong thị trường Việt Nam, đưa đến với người tiêu dùng Việt Nam. Đấy. Còn với khách hàng thì Phú Thái luôn cam kết là chỉ phân phối những sản phẩm có chất lượng cao và làm sao giá thành là hợp lý nhất, tối ưu nhất đến với tay người tiêu dùng. Đấy. Còn với các đối tác thì Phú Thái cũng là cầu nối uy tín để mà cung cấp những sản phẩm chất lượng ra thị trường, tức là từ khâu nhập về cho đến khâu qua các đối tác đại lý cho đến khách hàng thì Phú Thái luôn luôn có cái sự bảo hành bảo đảm cho sản phẩm của mình. Đấy, luôn gọi là không phải là bán sản phẩm xong đã là xong mà luôn đồng hành cùng các đại lý cũng như là các khách hàng trong quá trình sử dụng để làm sao đạt được hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm phân phối hiện nay của Phú Thái thì cũng có rất nhiều sản phẩm ở các mảng khác nhau. Đầu tiên là mảng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, như những sản phẩm mà các anh chị đại lý đã biết ở đây đã biết đấy ạ. Ví dụ như là viên sủi trắng da New Glow này. Thì có hai phiên bản là New Glow và New Glow C. Còn cái phiên bản gần đây nhất là New Glow C Spray, là nó dạng xịt, nó cũng là trắng da, là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của Phú Thái, đến từ Anh Quốc, thương hiệu đến từ Anh Quốc. Rồi những cái sản phẩm khác cũng là dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là Sunbill này, rồi đây là thực phẩm chức năng mà tiêu hủy mỡ thừa. Đấy. Rồi viên hồ uống hoa anh thảo Ecoshop là một sản phẩm nhập khẩu từ Úc. Rồi những cái dòng chăm sóc sức khỏe khác như là cốm vi sinh, Bibilac Plus này, Biodona này, Infogos này. Những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung những cái lợi khuẩn chăm sóc đường ruột. Rồi cái sản phẩm dinh dưỡng thì Phú Thái cũng đang phân phối một số những cái sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em, trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, rồi dành cho người già, người ốm, rồi người tiểu đường, vân vân. Về dòng mỹ phẩm thì hiện nay Phú Thái cũng đang cung cấp nhập khẩu và cung cấp rất là nhiều, phân phối rất là nhiều những cái dòng sản phẩm cho thị trường, như là mới đây nhất, mới về nhất là dòng Eye Glow Hair, dòng dầu gội phủ bạc số 1 của Hàn Quốc đã mới được Phú Thái nhập về và đưa ra thị trường. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều những sản phẩm mỹ phẩm khác nó thuộc dòng dược mỹ phẩm thiên nhiên, như là dung dịch vệ sinh phụ nữ, rồi dòng sản phẩm chăm sóc tóc da này, rồi dưỡng thể cho cả nam và nữ này, rồi dòng sản phẩm lăn khử mùi này cho cả nữ và nam này, rồi bộ dầu gội mà dưỡng chất chống rụng tóc, có kích thích mọc tóc, rồi serum ban ngày, serum buổi tối, serum cho mắt để chuyên chăm sóc cái vùng da, da mặt và da mắt của chúng ta. Về dược phẩm thì Phú Thái cũng đang phân phối một số những sản phẩm thuốc kháng sinh như là Nip Clear này, rồi Viha Levamin này để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan này, rồi kháng sinh Nhi Sucralose này, rồi viên đạt Ginestra dành cho trẻ em phụ nữ. Đấy là về dòng dược phẩm. Thì các kênh phân phối chính của Phú Thái hiện nay thì chủ yếu là qua kênh các nhà thuốc này, hệ thống các phòng khám, bệnh viện,
các thẩm mỹ viện spa, tức là các cái cơ sở làm đẹp lớn thì cũng là những đối tác lớn của Phú Thái. Một kênh phân phối nữa là trên hệ thống Dropy, tức là các cái đại lý trên cái trang thương mại điện tử, gian hàng điện tử đó, kênh bán hàng online và kênh bán buôn bán lẻ truyền thống, đó chính là các anh chị đại lý mình đây ạ, tức là mình biết nhau và đến với nhau bằng cách con đường trực tiếp và kết nối trực tiếp chứ không phải là trên không gian điện tử đó. Thì để tìm hiểu về Phú Thái thì Minh Thảo xin phép được ngắn gọn vậy thôi, còn nếu có dịp thì rất mong mà mời anh chị sẽ qua ghé qua công ty Phú Thái nhiều hơn để gặp gỡ rồi có thể trò chuyện hoặc là cà phê với anh chị em bên Phú Thái cho nó thân tình, và những câu hỏi lúc bây giờ nó không giới hạn trong thời gian nữa đấy. Và sau đây thì Minh Thảo sẽ xin đi vào hai cái sản phẩm, ba cái sản phẩm, gọi là ba phiên bản của một sản phẩm New Glow mà các anh chị đang rất là quan tâm, đang phân phối để đến tay khách hàng, cũng đang muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về những cái sản phẩm này đó. Thì đầu tiên thì lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, đúng không ạ? Khi khách hàng muốn dùng sản phẩm của chúng ta thì bao giờ nhất là đường uống thì khách hàng sẽ quan tâm là nó xuất xứ từ đâu đó. Mình đừng bỏ qua cái yếu tố đó, mình hãy đọc kỹ tất cả những thứ ở trên bao bì của sản phẩm và những thông tin liên quan đến sản phẩm. Ví dụ như cái chữ Relief này, nó chính là tập đoàn Relief, một tập đoàn đa quốc gia đó. Và sản phẩm này, công ty này thì nó có trụ sở cả ở Hồng Kông, Singapore và Anh. Nhưng Relief Healthcare của Anh, có nghĩa là viết tắt bằng chữ UK đấy ạ, dòng đầu tiên đấy ạ, chính là công ty mà bảo vệ, bảo hộ, đăng ký bảo hộ và nghiên cứu sản phẩm này. Cho nên nó được gọi là sản phẩm này có thương hiệu là Anh Quốc là như thế ạ. Đấy. Còn nhà sản xuất thì đặt nhà máy tại Ấn Độ để cho làm sao ạ? Tiết kiệm chi phí, để là giá thành sản phẩm nó không bị quá cao. Và Ấn Độ cũng là một cái quốc gia mà đứng đầu thế giới về những cái sản xuất dược phẩm trên thế giới, để mà có những cái nhà máy lớn, có những cái dây chuyền sản xuất đáp ứng được các tiêu chuẩn FDKA của Hoa Kỳ. Đó là nơi mà thương hiệu Relief này đã đặt, đã chọn để mà đặt nhà máy để sản xuất cái viên sủi New Glow, cũng như là sau này là chai dạng xịt New Glow Face Spray đó. Thì các anh chị hình dung là nó là thương hiệu của Anh, đặt nhà máy tại Ấn Độ. Tất cả những cái thông tin này đã đều in trên bao bì. Và ở phân phối độc quyền tại Việt Nam thì là công ty cổ phần thương mại dược phẩm Phú Thái, anh chị đã làm việc với lâu nay đấy ạ. Với sản phẩm đầu tiên mà các anh chị biết đấy chắc hẳn là cái sản phẩm New Glow màu trắng. Thành phần của nó là L-glutathione 500mg. Đó. Minh Thảo sẽ nói lần lượt cả ba sản phẩm và nói cái điểm giống nhau và điểm khác nhau của nó. Sản phẩm thứ hai là New Glow C, các anh chị nhìn thấy nó hơi khác nhau một chút, là màu hồng. Đó. Thành phần của nó cũng là L-glutathione 500mg, nhưng bên cạnh đó nó có thêm một thành phần khác là vitamin C 1000mg. Khi bao giờ mà đưa ra thì khách hàng cũng sẽ hỏi, hai cái loại này nó khác nhau ở điểm nào hả chị, hả anh, đúng không ạ? Đó, thì mình hoàn toàn có thể trả lời cho khách hàng là hai cái sản phẩm này nó có những điểm giống nhau, là cùng là dùng ở L-glutathione. Nhưng cái sản phẩm viên uống New Glow C này nó có thêm chữ C, tức là viết tắt của vitamin C đấy ạ. Đó, nó có thêm 1000mg vitamin C làm chất xúc tác. Tại sao phải chế ra hai cái phiên bản này? Bởi vì là có những anh chị mà bao tử yếu thì sẽ nên dùng cái loại màu trắng thôi, nó không có vitamin C liều cao, thì nó sẽ tiêu thụ, tiêu hóa nó sẽ dễ hơn và dễ êm bụng hơn đó. Chứ còn nếu như anh chị bao tử bình thường, dạ dày bình thường thì mình sẽ kết hợp cả viên trắng cả viên hồng đấy. Vitamin C là một cái chất xúc tác để giúp cho hấp thu tốt hơn cái glutathione này đấy, là cái phiên bản thứ hai. Và hai cái sản phẩm này khi về Việt Nam, khi Minh Thảo bắt đầu tiếp cận thì khi đấy thì sản phẩm cũng đã về Việt Nam được mấy năm, thì đến năm 2018, Phú Thái mới nhận để mà ủy quyền phân phối độc quyền cái sản phẩm này. Thì sau đấy thì khiến cho sản phẩm phụ một cách rất là rộng rãi, cho nên là bây giờ khách hàng của anh chị có thể là những người đã trước đây đã dùng rồi ạ. Dùng rất nhiều, hàng trăm hàng khách hàng khắp ba miền Bắc Trung Nam, và có rất nhiều người còn mua để gửi ra nước ngoài đó, bởi vì là so với giá bên đó thì nó rẻ hơn ạ. Sản phẩm này cũng có ở thị trường nhiều nước khác với tên gọi khác. Đấy. Nhưng mà ở Việt Nam mang đi thì kể cả tính cân cước đi rồi nó vẫn rẻ hơn. Cho nên là mọi người có khi mà mua hộ cùng nhau cả mấy chục triệu để gửi đi. Đấy. Thì cái sản phẩm này các anh chị thấy là về độ phủ đã rất là rộng rồi. Và mình bán thì nó cũng rất là dễ vì nó đã có thương hiệu và được nhiều người biết đến. Đấy là cái khi mà mới về thì hai sản phẩm này đã cũng gọi là nổi đình nổi đám, làm mưa làm gió và tham gia rất nhiều những cái hội nghị da liễu trong nước và da liễu Đông Dương, ra hội nghị da liễu cấp cao quốc tế. Đấy. Rồi những cái hội nghị da liễu và thẩm mỹ toàn quốc là thường xuyên tham gia và là những nhà tài trợ lớn. Và qua những cái cuộc hội nghị này thì cũng được cái giới chuyên gia cũng như các bác sĩ da liễu thẩm mỹ đánh giá rất là cao, và sau đó cũng trở thành một cái kênh đại lý phân phối cho dược phẩm Phú Thái về sản phẩm này rất là tốt.
Thì cái phiên bản gần đây nhất Minh Thảo vừa mới nói đến ban nãy chính là New Glossy Spray dạng xịt. Đó. Thì sản phẩm này mới ra đời năm 2021 và nó là cái kết quả của 2 năm nghiên cứu mà Phú Thái đặt hàng với bên Relief Healthcare để mà các nhà khoa học nghiên cứu ra một cái sản phẩm nó làm sao nó lại đáp ứng được nhiều yêu cầu cao hơn nữa của người tiêu dùng. Có những người thì thấy là uống cũng được rồi, nhưng có những người thấy là có cái cách nào nó dễ hơn không, nó hấp thu tốt hơn không đấy, và nó tiện lợi hơn nữa không đấy. Thì cái nhu cầu mong muốn của khách hàng không bao giờ dừng lại, cho nên là Phú Thái cũng luôn luôn yêu cầu cao hơn, mong muốn cao hơn, đem đến những cái sản phẩm tốt hơn cho người tiêu dùng. Cho nên là đó là lý do mà nó xuất hiện cái phiên bản thứ ba là New Glossy Spray dạng xịt đấy. Thì các anh chị hình dung đây chính là Minh Thảo gọi là ba phiên bản của New Glow đấy, ba phiên bản của New Glow. Đầu tiên là New Glow màu trắng, nó cũng là dạng sủi, nó cũng rất là dễ sử dụng và hương vị thì cũng là hương vị trái cây, dễ là uống vị cam đấy. New Glow C là viên sủi cộng C là New Glow màu hồng, thì nó cũng hương vị dễ uống nhưng nó lại có thêm vitamin C thì nó sẽ tăng hiệu quả hơn. Còn với những khách hàng mà không dùng được màu hồng thì chúng ta khi tư vấn họ dùng cái viên sủi màu trắng thì anh chị vui lòng là nhắc khách hàng là chịu khó ăn nhiều những sản phẩm có vitamin C lên, hoa quả rồi bất cứ những vấn đề gì thức ăn gì nó có nhiều vitamin C thì mình ăn tăng lên để cho nó tương tác và nó hấp thu như L-glutathione trong này tốt hơn. Đấy là cái hai cái sản phẩm này. Còn đến cái viên sủi chai dạng xịt New Glossy Spray thì nó là phiên bản mới nhất, thì nó sẽ dùng xịt ở dưới lưỡi và nó hấp thu qua đường mao mạch vào máu luôn, chứ nó không đi qua dạ dày, không đi qua các đường tiêu hóa nữa, và nó cũng có kết hợp trong đó là có vitamin C để giúp cho tăng hiệu quả sản phẩm. Và bên cạnh đó thì nó cũng có một số những thành phần khác nữa. Đầu tiên thì nó vẫn là bao gồm L-glutathione này, bên cạnh đó là vitamin C này, tiếp theo là nam việt quất và cỏ linh lăng này. Đó, thì đây là những cái thành phần dược thảo dược quý để mà nó bổ sung thêm một số những cái khoáng chất khác, vi chất khác như là vitamin K, beta carotene, vitamin E, vitamin C vân vân. Thì nó cũng là những cái chất chống oxy hóa rất là tốt, nó tạo thành bốn bộ tứ cái chất chống oxy hóa giúp cho cái hiệu quả của sản phẩm nó cao hơn, cũng như là cái tác dụng chăm sóc sức khỏe của nó cũng sẽ có những cái ưu việt hơn nữa. Đây là những cái thành phần của New Glossy Spray ạ. Đấy, bên cạnh những cái thành phần như là glutathione và vitamin C thì nó có thêm là cỏ linh lăng này, nam việt quất này. Đấy, nó còn có tác dụng là giảm mỡ máu này, ổn định đường huyết này, rồi nó giúp cho bảo vệ cơ thể, bảo vệ các tế bào khỏi những cái tổn thương do gốc tự do, và là nó làm giảm các dấu hiệu của những cái chất oxy hóa trong cơ thể, nó ngăn chặn và làm chậm cái quá trình lão hóa của chúng ta, giảm cái quá trình mà bị chết, già đi chết đi của tế bào và tổn thương DNA. Vậy thì theo các anh chị thì ba phiên bản New Glow ở trên thì có phần thành phần nào giống nhau ạ? Anh chị có thể comment lên khung chat ạ. New Glow màu trắng này, New Glow màu C màu hồng này và New Glow C spray dạng xịt, thì bản nó là ba phiên bản của New Glow thì nó có thành phần nào giống nhau ạ? Anh chị có thể comment lên khung chat cho Minh Thảo biết ạ. Vâng ạ, cùng có glutathione, đã có chị Huệ Nguyễn đã trả lời rất là nhanh ạ. Glutathione ở trong sản phẩm của chúng ta là L-glutathione, tức là nó ở dạng phân tử, nó ở dạng hấp thu nhất, dễ hấp thu nhất, tinh khiết nhất. Đó. Và cái L-glutathione này nó chính là người ta được gọi nó là cái ông hoàng của chất chống oxy hóa, và nó là cái chất mà đã được nghiên cứu và sử dụng rất nhiều trong cái công nghệ làm đẹp những năm gần đây. Nếu mà các anh chị đi tiêm truyền trắng ấy, thì người ta dùng cái hoạt chất này, cái L-glutathione này là dùng để tiêm truyền cùng với cả vitamin C cho chúng ta. Nhưng thực ra cái chuyện mà tiêm truyền L-glutathione để làm đẹp ấy, thì rất nhiều quốc gia người ta cấm, và ở Việt Nam cũng vậy. Thì có nhiều cơ sở đa phần là người ta làm chui, thì cái nguy hiểm, cái nguy cơ của nó rất là cao. Cho nên cái giải pháp này thì cũng rất là ít người sử dụng. Bên cạnh đó thì chi phí nó cũng rất là lớn. Đấy. Để chúng ta nói rằng là tại sao người ta không dùng một cái hoạt chất khác để mà đưa vào sản phẩm này mà lại chọn L-glutathione, bởi vì nó là được chứng minh, được nghiên cứu và chứng minh là nó có cái tác dụng rất lớn trong cái việc mà ngăn ngừa và phục hồi cái làn da của chúng ta trong quá trình mà chúng ta sinh sống nó bị lão hóa, và nó làm chậm lại cái quá trình lão hóa đó. Đấy. Và cái L-glutathione là thành phần chính ở trong ba cái phiên bản New Glow này, là được cung cấp bởi nhà sản xuất ở Nhật Bản ạ. Một đất nước mà cung cấp đến trên 90% glutathione cho toàn thế giới, với những yêu cầu rất là cao, rất là khắt khe về tiêu chuẩn, về độ tinh khiết, về chất lượng của glutathione đấy ạ. Chứ không phải là những cái sản phẩm mà ở những cái nước mà mình gọi là hàng nội,
phải hàng nội địa, mà là nó những sản phẩm chất lượng và được cung cấp trên toàn thế giới và đã được chứng minh rồi, đã được kiểm nghiệm rất là khắt khe. Và nói đến eglutathione thì có lẽ các anh chị cũng đều nghe mang máng và cũng đều biết là thực ra là khi nói với khách hàng thì mình nói một cách rất là đơn giản là cái eglutathione này vốn là một cái dưỡng chất nó có trong cơ thể của mình, có trong gan của mình ạ. Đấy, nó được tổng hợp và chủ yếu ở trong gan và sau đó từ gan thì nó phân bố đi khắp cơ thể, chứ nó không phải cái gì xa lạ cả. Và với eglutathione trong New Glow này thì nó cũng được chiết xuất thiên nhiên, chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên, rất là lành tính, rất là an toàn. Và thực ra là eglutathione khi mà chúng ta nhỏ hoặc khi chúng ta còn trẻ 16, 20 chẳng hạn thì nó rất là đầy đủ, cho nên là làn da của em bé rồi làn da của các bạn thanh thiếu niên rất là gọi là căng mướt, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà dần dần cùng với những yếu tố tác động của môi trường này, rồi nắng này, rồi stress này, rồi những cái thứ độc hại bên ngoài môi trường và cái sự lão hóa của chúng ta nữa thì cái eglutathione trong cơ thể càng ngày nó càng hao hụt đi. Đấy, còn nếu có trong thức ăn thì khi bị nấu chín lên thì nó cũng đi, gọi là bị phân hủy đi gần như là hầu hết rồi, nó không còn giữ lại được nhiều nữa để mà cung cấp cho cơ thể. Chính vì vậy mà chúng ta cần những cái thực phẩm chức năng nó bổ sung thêm cái glutathione này cho cơ thể. Đấy. Và qua các nghiên cứu thì glutathione còn có tác dụng quan trọng trong việc mà trẻ hóa làn da. Đấy. Nó làm trẻ hóa làn da, làm đẹp da với cái tính năng, với cái phương thức là gì ạ? Nó là đóng vai trò là một cái chất chống oxy hóa mạnh, nó trung hòa các gốc tự do độc hại trong cơ thể chúng ta, không để những cái gốc tự do độc hại đó nó tấn công vào các tế bào và làm suy ra giảm, làm thoái hóa những cái làn da của chúng ta, làm suy thoái collagen và elastin và nó dẫn đến cái hiện tượng lão hóa và hình thành nếp nhăn. Đấy. Chính vì cái chuyện mà nó thoái hóa collagen và elastin ấy, làm cho da chúng ta là nhăn này, nhão này, chảy này, sệ này, kém sự đàn hồi và đương nhiên là như thế là trong da, đúng không ạ? Đấy. Thì khi mà cái tác động của glutathione này trong cơ thể của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta là gì ạ? Ngăn chặn cái quá trình đó diễn ra, ngăn ngừa, làm chậm lại cái quá trình lão hóa. Ai cũng phải già đi thôi nhưng mà thực ra là nó làm chậm đi rất là nhiều, giữ cho cơ thể chúng ta, làn da của chúng ta khỏe và trẻ hơn lâu hơn, đúng không ạ? Đấy. Và thực ra là trong quá trình theo dõi khách hàng thì mình thảo thấy là rất nhiều anh chị mà chăm sóc thì ban đầu nhìn thì da nó sập xuống và rất nhiều những cái dấu hiệu của lão hóa, nhưng mà sau mấy tháng sau thì nhìn thì cũng không nhận ra nữa. Đấy, để thấy rằng là sẽ được khen trẻ, khen đẹp hơn rất là nhiều, cái sự thay đổi rất là nhiều luôn, nó thay đổi cả gọi là thay da đổi thịt cái làn da cho mình. Đấy, thì chị em tự tin hơn rất nhiều và các anh em nam giới cũng dùng rất nhiều, thậm chí là có những anh là mua về để cho vợ dùng và mình cũng dùng luôn, thậm chí mình là chụp bạch nữa cơ, chứ không phải chỉ dành riêng cho nữ giới đâu. Và cái việc mà sử dụng glutathione hàng ngày thì đã được nhiều cái nghiên cứu chứng minh hiệu quả trong việc mà làm sao mà giảm cái dấu hiệu của lão hóa, cải thiện cái độ đàn hồi của da và làm đẹp da cho chúng ta. Thì ở đây Minh Thảo sẽ nói kỹ hơn về nó tác động đến da và đến cơ thể của chúng ta như thế nào nhé. Đầu tiên là nói đến những cái tính năng và những cái ưu điểm vượt trội của ba cái phiên bản này, bởi vì nó vẫn là dựa trên cái thành phần xung kích, thành phần mũi nhọn đấy chính là eglutathione, cho nên những cái thành phần kia tá dược hoặc là những cái thành phần phụ bên cạnh nó có thể khác nhau một chút, nhưng cái tính năng chính thì nó vẫn giữ nguyên ở cả ba sản phẩm, cũng tương đối gọi là tương đương. Đầu tiên mình phải nói đến những cái tính năng và những cái ưu điểm vượt trội để mà mình thuyết phục khách hàng là tại sao mình dùng cái này chứ không phải dùng cái sản phẩm khác, đúng không ạ? Đó, trên thị trường thì rất nhiều sản phẩm làm trắng da, thế nhưng tại sao khách hàng nên chọn sản phẩm của mình? Thì cái tính năng thứ nhất Minh Thảo muốn chia sẻ đấy chính là làm cho làn da sáng hồng rạng rỡ, tỏa sáng từ bên trong. Mình đọc thế này thì nó rất là đơn giản, rất là ngắn gọn, nhưng mà khi mình chia sẻ với khách hàng, mình nói với khách hàng thì mình có thể nói một cách rất là dễ hiểu là gì ạ? Chị cứ dùng sản phẩm này đi, anh cứ dùng sản phẩm này đi, mình sẽ thấy là da mình làm sao nó sáng dần lên một cách hồng hào tự nhiên, mà nó sáng, nó trắng như kiểu là trắng từ bên trong của mình chứ không phải giống như dạng mình bôi kem. Bôi kem thì nó có thể trắng, trắng rất là trắng nhưng nó trắng bệnh, trắng nhợt chẳng hạn, hoặc là ví dụ mình bôi cái mặt thì nó trắng nguyên cái mặt thôi, còn tay chân nó đen thù lùi à, đó, nó từng bị lệch tông màu da đó. Thế nhưng mà với cái sản phẩm này nó giúp cho da mình là sáng hồng và tỏa sáng từ bên trong, tức là trắng một cách tự nhiên, rất là thích và nó hồng hào, cái sắc hồng hào chứ nó không có kiểu là xanh hay là tái hay là nhợt nhạt đó. Cái tính năng thứ hai là xóa mờ thâm và giảm sạm nám ạ. Các anh chị thì sẽ gặp rất nhiều đối tượng khách hàng như thế này, gặp những vấn đề này, da bị thâm do sẹo, do mụn này ở đó, rồi là do những cái vết chảy sáp để lại này, rồi da bị sạm, tức là da nó màu rất là xỉn, nó không sáng không trắng đấy, rồi hiện tượng nám da thì vô cùng nhiều luôn, cả nam lẫn nữ. Thì đây Minh Thảo phải gạch chân bởi vì khách hàng gặp cái hiện tượng này vô cùng nhiều đấy và quan tâm ở cái gần này.
Thì vậy thì anh chị sẽ chia sẻ để giải thích với khách hàng là gì ạ? Anh chị có thể cứ yên tâm sử dụng cái liệu trình này. Nhưng lưu ý cho Minh Thảo là tùy mức độ nhé. Người mà bị nhẹ thì đương nhiên là nó nhanh hiệu quả và nó có thể nhanh khỏi, thể nhanh hết. Nhưng người bị nặng hoặc vô cùng nặng thì nó sẽ cần thời gian lâu hơn và cái mức độ cải thiện có thể nó không được tuyệt đối. Ví dụ như là nám chân đen, chân sâu thì đến bác sĩ trong viện da liễu cũng không dám nói là có thứ gì mà chữa sạch tận tận gốc được những cái nám đinh, nám chân đen, đen chân sâu đó. Thì là đấy là một số cái trường hợp mà bị nặng quá thì mình cũng tư vấn cho họ. Thì ví dụ như với cái chuyện mà giúp cho xóa mờ thâm ấy, thì khách hàng hoàn toàn yên tâm, cái này nó cải thiện cực kỳ tốt. Những cái vết thâm đó sau một thời gian nó sẽ mờ đi hoàn toàn, nó trả lại cho mình một cái làn da nó đều màu, mịn màng và biến mất những cái vết thâm. Minh Thảo đã từng nghe những khách hàng nói là ồ từ xưa nay bị nhiều lắm nhưng mà bôi đủ các thứ trên đời, uống đủ các thứ trên đời nhưng mà chưa thấy cái nào mà nó thế nó nhanh nó như cái này. Những vết thâm nó bay đâu mất luôn đấy. Còn giảm sạm nhá, giảm da mà bị sạm xỉn thì các anh chị sẽ thấy là sau một thời gian dùng thì cái da của mình nó được thay da. Cho nên là da của mình nó sáng lên, đều màu, nó căng mịn lên, cái hiện tượng sạm nó cũng cải thiện cực kỳ rõ nét và thấy giữa khi trước dùng và sau dùng nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Đấy. Và Minh Thảo tí nữa có một lưu ý là tại sao Minh Thảo lưu ý là mình phải nhờ khách hàng là chụp lại cái ảnh khi chưa dùng ạ, bởi vì là đây là một chu trình thay da dựa trên cái sự tác động của cái dưỡng chất này, của những cái thành phần có trong những cái sản phẩm này, chứ không phải là mình bôi từ bên ngoài để bào mòn da. Cho nên khách hàng phải chụp lại từ đầu để theo dõi cả từ này, độ căng này, độ nhão hay là những cái thay biệt đổi dù là nhỏ nhất trên làn da của mình. Có thể nó chỉ sáng hơn một tông thì mình sẽ khó nhìn, nhưng khi đến sáng lên hơn hai ba tông thì mình sẽ dễ nhìn hơn. Thì nó phải là một quá trình khách hàng tự đặt ảnh của mình lúc chưa dùng, lúc bắt đầu dùng, sau một tháng, sau 2 tháng và sau này nữa. Đấy. Thì mới theo dõi được cái sự thay đổi của nó. Đấy. Và cái hiện tượng sạm này cũng được cải thiện cực kỳ tốt. Còn nám da thì nếu như nám nhẹ hoặc là những cái nám mà nó chỉ là nám mảng bên ngoài, đấy, nám nội tiết, đấy, hoặc là những cái vết đồi mồi, vết nâu thì Minh Thảo đã theo dõi thì thấy khách hàng phản hồi là nó bay sạch rất là tốt, nó biến mất và có những người rất là nhanh luôn. Có những người mà bị những cái vết đồi mồi, những cái trào tròm tròm nâu nó hàng 20 năm. Thế nhưng sau một thời gian thì mua cho hết anh em họ hàng liên tỉnh luôn để sử dụng bởi vì nó cải thiện cực kỳ tốt. Đấy. Còn trường hợp nám thì nám nhẹ thì nó cũng cải thiện được tối đa. Còn nếu nám nặng thì nó cũng được khoảng 70-80%, tức là trả lại cho mình một cái làn da mà khi trang điểm lên là cũng ok rồi. Thế là cũng đã rất là tốt rồi đúng không ạ? Chứ không mình không phải lo đi lăn kim, đi laser, phải bôi chắc cái này cái kia cho da mình cuối cùng nó mỏng. Đến nỗi là đi ra ngoài nó cứ đỏ bừng đấy. Đó. Thì cái cách này là nó không xâm lấn và giúp cho mình cải thiện những vấn đề đó từ bên trong. Cái tính năng thứ ba của sản phẩm mà các anh chị có thể thấy đấy chính là cái tính năng mà nó khử gốc tự do và trẻ giả hóa làn da từ góc độ tế bào. Như ban nãy khử gốc tự do thì Minh Thảo đã nói rồi. Eglutathione nó đóng vai trò là chống lại những cái gốc tự do độc hại để bảo vệ tế bào cho cơ thể chúng ta và nó trẻ hóa làn da, tái tạo cho chúng ta những lớp da mới. Cho nên là nó gọi là trẻ hóa làn da từ cấp độ tế bào. Nó tăng sinh collagen này, elastin là giúp cho da chúng ta căng hơn, mịn hơn, nó độ đàn hồi tốt hơn. Chính vì vậy mà có thể ban đầu là má bị hóp chảy xệ do tuổi tác ấy, hoặc là do lão hóa hoặc lão hóa sớm cũng có đấy. Nhưng sau một thời gian thì các anh chị dùng thì sẽ thấy da mình nó căng hơn, săn chắc hơn. Đó, thì mình sẽ thấy là cái làn da của mình nó được trẻ hóa từ cấp độ tế bào, tức là nó thay thay thế em thấy những cái lớp da mới lên cho mình, đẩy dần dần lên. Nó tác động từ hạ bì ra đến trung bì rồi cuối cùng mới biểu hiện ra cái lớp ngoài cùng là lớp biểu bì bên ngoài da để chúng ta nhìn thấy đấy. Đấy. Thế cho nên nó là một cái quá trình mà nó vừa khử gốc tự do và vừa đưa lại cái làn da tươi trẻ hơn cho chúng ta. Tất nhiên mà mình đang trẻ mình dùng thì nó càng tốt vì nó làm chậm quá trình lão hóa. Đó. Còn nếu mình đã bị lão hóa rồi thì mình dùng mình thấy cái sự thay đổi nó càng rõ rệt hơn. Cái tính năng thứ tư mà sản phẩm này anh chị có thể chia sẻ với khách hàng đấy chính là việc thanh lọc độc tố. Nó những cái thành phần trong viên viên sủi hay là cái chai xịt New Glow thì nó giúp cho cơ thể thanh lọc toàn bộ độc tố trong cơ thể, mà những cái thứ mà độc tố chúng ta bắt buộc phải đưa vào cơ thể hàng ngày đấy ạ. Ăn uống này, hít thở này, son môi này, rồi tác động của môi trường, rất nhiều những cái độc tố mà chúng ta chẳng muốn nó cũng đưa vào cơ thể. Đấy, thì khi dùng cái sản phẩm này nó còn có một cái tính năng nữa là nó giúp thải độc cho toàn bộ cơ thể chúng ta, giúp cho cơ thể chúng ta đẩy khỏi những cái đặc biệt là những kim loại nặng, chì rồi những cái thứ mà chúng ta vô tình ăn uống hít thở độc hại ở trong môi trường vào, trong thức ăn vào. Đó. Thì thanh lọc ra khỏi cơ thể của chúng ta. Và cũng một cái ý nữa nhưng nó cụ thể hơn đấy là nó giúp giải độc gan cho cơ thể. Nó bổ sung eglutathione cho gan và nó giúp tăng cường chức năng của gan các anh chị ạ. Đó, nó giải độc gan.
Cho nên là nhiều anh chị mà gan yếu hoặc là có những vấn đề về gan thì sau dùng một thời gian thì các anh chị chính anh chị phản hồi lại là đi khám xét lại thấy ok hơn rất là nhiều và thấy người khỏe hơn. Đấy, nó giúp cho cơ thể mình giải độc gan, đặc biệt là sau khi dùng kháng sinh này, sau khi đi tiêm phòng này. Đấy, hoặc là bình thường đi chăng nữa, hàng ngày chúng ta ăn uống bao nhiêu thứ độc hại vào đó, thì gan nó cũng cần có những cái đợt bổ sung, nó luôn luôn cần có những cái hỗ trợ. Còn nếu như trong trường hợp mà gan của anh chị nào mà có vấn đề, có tích tụ quá nhiều độc tố thì có thể một số ít nhé anh chị nhé, một số ít, rất ít thôi, khi dùng thì sẽ thấy có thể nó phản ứng ra ngoài da bằng cách là nổi mụn hoặc là sạm da đi, thì đấy chính là biểu hiện là cái lá gan của chúng ta đang chứa nhiều độc tố và nó đang trong quá trình mà thải độc và nó phản ứng ra ngoài da, biểu hiện ra như vậy. Nhưng mà chỉ sau một vài tuần thôi, tùy người, một thời gian ngắn thôi, thì cái hiện tượng đó nó hoàn toàn biến mất và chúng ta thấy cái sự thay đổi rất là rõ trên làn da của mình, cũng như là cái cơ thể của mình nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Đấy. Cái tính năng thứ 6 của sản phẩm New Glow thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch anh chị ạ. Đó. Nó giúp cho cơ thể mình tăng cường hệ miễn dịch. Đấy, và nó giúp cho cơ thể khỏe hơn, tăng sức chống chịu với môi trường xung quanh, giúp những cái tác nhân bệnh dịch bên ngoài. Cho nên vừa rồi có những cái đợt mà nó dịch bệnh thì cái sản phẩm này lại càng tiêu thụ rất là mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Và đây cũng chính là lý do mà tại sao New Glow có thể được tư vấn được dùng cho những cái bệnh nhân ung thư đã điều trị ổn định, hoặc là bệnh nhân HIV cũng đã điều trị ổn định, thì người ta dùng để nó giúp cho tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể. Đấy. Chứ còn có rất nhiều những sản phẩm mà làm đẹp nhưng với những anh chị bị bệnh ung thư hoặc là u nang nhân xơ thì đó là không dùng được. Nhưng với sản phẩm này thì mình hoàn toàn dùng được và lại rất là tốt, giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể. Đấy. Và cái tính năng thứ 7 nữa thì cái này nó chúng ta gọi là mở rộng thêm thôi, nó cũng giúp cho cả nam giới và nữ giới cải thiện cái khả năng sinh sản, nó giúp cho bảo vệ các cái trứng là số tinh trùng của chúng ta trước những cái tác nhân của gốc tự do, và nó giúp cho cái cơ hội cơ thể của chúng ta khỏe hơn và cơ hội mà thụ thai thì nó tăng lên. Tuy nhiên ở đây nó cũng chỉ là một cái giải pháp kết hợp thôi, còn khi mình chuẩn bị có em bé thì mình phải bổ sung khá là nhiều các cái loại vitamin khác hoặc là những cái mà nó đặc trưng chung riêng, ví dụ như tăng cường tăng sinh tinh trùng vân vân thì nó có rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Đấy, thì cái này thì các anh chị lưu ý là như rất nhiều tính năng, nhưng khi tư vấn cho khách hàng thì mình lắng nghe cái nhu cầu của khách hàng trước, thì mình có thể đưa ra ví dụ khách hàng đang cần cái gì thì mình nói kỹ vào một cái đó thôi, và gọi là thêm vào cho khách hàng thêm một vài cái rất là cần thiết và rất là quan trọng của sản phẩm này nữa, ví dụ như thanh lọc cơ thể đấy, để cho khách hàng thấy là nó hơn cả sự mong đợi của mình, đúng không? Mình chỉ cần thế này nhưng mà lại nó lại có thể được như thế kia nữa thì tốt quá, đúng không? Đó. Nhưng mình không đưa tất cả bao nhiêu. Nếu mình có 8 tính năng, mình đưa tất cả 8 tính năng thì đôi khi người ta sẽ bị loãng ạ. Cho nên chúng ta sẽ đưa ra những cái điểm nhấn phù hợp với từng khách hàng. Khách nào cần trắng thì mình sẽ tư vấn cho cái liên quan đến trắng. Cần sửa chữa nám hoặc là thâm sạm vân vân. Đấy, hoặc là cần là khỏe thôi, tăng cường sức khỏe, thải độc cơ thể thôi, thì mình sẽ nhấn mạnh vào những cái tác dụng đó, tính năng đó. Còn một cái tính năng thứ 8 nữa của sản phẩm New Glow đó chính là giảm căng thẳng và giúp ngủ ngon ạ. Cái này thì Minh Thảo cũng đã theo dõi rồi, rất nhiều anh chị quả thật xã hội bây giờ thì tiền thì nhiều đấy, nhưng mà công việc nó cũng nhân lên, rồi con cái, rồi áp lực từ xung quanh rất là nhiều, cho nên là cái tình trạng mà bị căng thẳng thì nó là phổ biến rồi, nhiều hay ít thôi. Thì khi dùng cái sản phẩm này thì các anh chị sẽ thấy là cái cơ thể của mình nó được thải độc, nó tăng cường hệ miễn dịch và nó dễ chịu hẳn lên và giúp cho mình ngủ ngon hơn, và cái hiện tượng stress này nó cũng giảm đi rõ rệt. Năng lượng làm việc thì nó lại cảm giác nó là tăng lên. Cho nên là mình dùng thì anh Thảo đã từng theo dõi và có một chị khách hàng thân thiết ngày xưa đó. Sau đó thì cứ coi như là chị em thân thiết, chị giới thiệu cho rất nhiều khách hàng cho công ty, và nói là mọi người cứ khen chị, chính cái bạn chị nói khen nó bây giờ đẹp lắm rồi, mỡ đẹp lắm rồi đó. Và lúc nào cũng thấy tươi tắn, chứ không như hồi đầu mà đến với công ty thì trong mặt mũi thì sạm nám, và lúc nào cũng kêu stress quá, nhiều công việc quá này kia, bởi vì làm giám đốc đó. Thì tất cả những cái tính năng này nó đều đem lại được rất nhiều điều mà khách hàng của chúng ta đang cần. Nhưng mà Minh Thảo chia sẻ một bí kíp là anh chị hãy đưa cho khách hàng những gì thật sự gần nhất với họ thôi, và thêm một vài cái nữa thôi, chứ đừng đưa tất cả 8 cái này nhé. Và để mà so sánh với những cái sản phẩm làm trắng khác trên thị trường ấy, thì các anh chị hãy nhấn vào các cái ưu điểm vượt trội của New Glow so với các sản phẩm khác mà người ta đang dùng hoặc người ta biết đến ấy, thì người ta bảo ui chị thấy cái này hay hơn, anh chị thấy cái kia tốt hơn chẳng hạn đó. Thế thì mình hãy đưa ra cho họ những cái này. Thứ nhất là công nghệ ưu việt ạ. Tất cả những sản phẩm New Glow này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ ạ. Đấy, với cái yêu cầu rất là cao, bởi vì là L-glutathione mà sản xuất ở dạng viết sủi, như là cái dạng mà xịt này, nó đòi hỏi những cái yêu cầu rất là cao, chứ không phải ở nhà máy nào, đất nước nào cũng có thể sản xuất được đâu ạ.
Đấy, dây chuyền công nghệ ưu việt, và đặc biệt là cái dạng sủi thì nó là đầu tiên, sủi glutathione đầu tiên trên thế giới, nhưng mà sau này thì có một số sản phẩm nội của Việt Nam hoặc một số nước khác cũng ra đời rồi, nhưng mà cái sản phẩm này thì vẫn được đánh giá rất là cao và rất là ưu chuộng. Đấy, còn cái sản phẩm xịt thì nó là cái cũng công nghệ mới ra đời hơn một năm nay, là công nghệ tiên tiến nhất và đầu tiên có ở Việt Nam, chưa có cái chai xịt nào thứ hai đâu mà để làm trắng bằng glutathione ạ. Đấy. Thì những cái sản phẩm của chúng ta đang sử dụng những công nghệ ưu việt nhất, những dây chuyền công nghệ tốt tiên tiến của thế giới để mà đưa đến cho khách hàng những cái sản phẩm mà đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đấy là những điều ưu điểm thứ nhất. Ưu điểm thứ hai là công thức thì tối ưu. Chúng ta thấy đấy, có một phiên bản là New Glow C màu trắng là dành cho những anh chị em mà không dùng được vitamin C liều cao. Tuy nhiên ở trong mỗi sản phẩm này đều có những cái thành phần tá dược gọi là bí mật đấy ạ. Đó, bí mật của nhãn hàng để người ta làm sao để giữ được cái chất lượng sản phẩm của L-glutathione ở dạng tốt nhất, hấp thu nhất để đưa lại cái hiệu quả tối đa. Đấy. Và glutathione ở đây thì ở dưới dạng là siêu phân tử của Nhật Bản. Thì như ban nãy Minh Thảo đã nói đến cái chất lượng cao và nó cho phép hấp thu tối đa và nó luôn ở cái dạng là nguyên phân tử nó ở dạng dễ hấp thu nhất, nó không bị phân hủy trong cái quá trình mà pha ra hoặc là đi vào cơ thể của chúng ta. Đấy. Cái ưu điểm vượt trội thứ ba đấy chính là gì ạ? Ba cái sản phẩm này đều có an toàn và không có tác dụng phụ và hương vị trái cây thơm ngon. Đấy. Về cái an toàn này, không có tác dụng phụ này thì Minh Thảo tí nữa Minh Thảo sẽ nói kỹ hơn ở cái phần mà chúng ta lưu ý khi tư vấn. Chúng ta phải tư vấn người ta dùng đúng và đúng đối tượng ạ. Đó. Còn đã được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng rồi thì nó rất là an toàn, lành tính, sử dụng đúng liều lượng rất là tốt, không chỉ cho làn da mà cho sức khỏe nữa. Còn hương vị thì ví dụ như New Glow thì nó có hương vị cam, còn cái dạng xịt thì cũng có hương vị trái cây tổng hợp, rất là dễ sử dụng, đến trẻ con cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà có một lần khách hàng cũng nói là bị con mang ra uống nhầm bởi vì tưởng xê sủi, nhưng mà em bé đấy may là cũng 16 tuổi rồi, nó ngon, nó bỏ đá và nó uống luôn, nó tưởng xê sủi nó uống luôn. Cái ưu điểm vượt trội thứ tư của sản phẩm của chúng ta đấy là gì ạ? Hiệu quả nhanh chóng và cảm nhận chỉ sau 2 tuần. Đó. Các anh chị uống, các anh chị theo dõi nhớ là dùng cho đúng, đúng và đủ liều lượng, chụp ảnh lại. Và cái hiệu quả của nó, anh chị hãy so lại tất cả những cái điều chúng nó, cái sản phẩm có thể mang lại. Chứ không phải chỉ là làm trắng da các anh chị nhé. Trắng da thì từ từ bởi vì nó cần quá trình thay da. Nhưng điều đầu tiên mình thấy sẽ là gì ạ? Cơ thể dễ chịu hơn này. Da có thể bắt đầu căng mướt hơn sau 2 tuần ạ. Có nhiều người còn chưa đến 2 tuần, đâu 1 tuần đã thấy rồi. Đấy, da bắt đầu căng mướt hơn, người bắt đầu khỏe khoắn dễ chịu hơn này, ngủ sâu giấc hơn này. Đấy, thì là bắt đầu là mình sẽ cảm nhận dần. Nhưng mà hiệu quả cụ thể của nó thì bao giờ phải có liệu trình, đúng không ạ? 2 đến 3 tháng, bởi vì chu kỳ của thay da của chúng ta là gì ạ? Từ 45 đến 60 ngày mới hoàn thành một cái chu kỳ thay da. Và từ sau 50 tuổi trở đi thì có thể đến 90 ngày mới hoàn thành một chu kỳ thay da. Đó, thì khi đó nó mới tái tạo cho chúng ta hoàn toàn một làn da mới đẹp hơn. Đấy. Thì nhưng mà tác giả khách hàng sử dụng thì không cần phải đợi lâu. Không cần phải chờ là uống hết 3, 4, 5, 6 tháng thì mà mãi vẫn chưa thấy xi nhê gì. Bởi vì làm sao ạ? Cái dạng viên sủi nó cũng là hấp thu rất là tốt. Nó hạn chế cái quá trình mà sản phẩm đọng lại ở trong bao tử, trong đường ruột, đường tiêu hóa để bị phân hủy bởi các enzyme trong dạ dày. Và nó hấp thu được gọi là tối đa. Nhưng với cái dạng xịt thì nó lại còn tối ưu hơn nữa, là nó còn không đi qua đường tiêu hóa cơ. Mà nó vào thẳng mạch máu, vào thẳng đường tuần hoàn của cơ thể. Cho nên là nó càng nâng cấp lên và nó giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu tối ưu, chứ không phải bởi vì nó có cái chất gì đặc biệt, mà nó chính là do công nghệ. Còn L-glutathione thì tất nhiên có nhiều sản phẩm khác có, nhưng của chúng ta là sản phẩm chất lượng cao, nó tinh khiết và nó ở cái dạng là nano siêu phân tử, cho nên nó hấp thu được tối đa cộng với cả dây chuyền công nghệ, cho nên là cái hiệu quả nó đưa lại không cần phải đợi quá lâu ạ. Cái ưu điểm vượt trội thứ năm của sản phẩm này so với các sản phẩm khác nữa là gì ạ? Tiện lợi, dễ mang theo và sử dụng và giá thành hợp lý. Ngày trước thì Minh Thảo thấy theo dõi thì cũng thấy là nhiều anh chị là cứ để ở nhà một ít, ở cơ quan một ít thì là mình ở đâu mình cũng mang ra dùng được, thả vào cốc nước ăn xong là mình uống, hoặc là ai bao tử tốt thì có thể uống cả trước ăn đấy, hoặc là xịt thì có thể trước và sau ăn. Ai mà sức khỏe yếu, có một số những cái bệnh liên quan hay dạng như là huyết áp hay là một cái cảm giác sức khỏe của mình không ổn lắm thì xịt sau ăn thôi, còn xịt trước ăn cũng được ạ. Còn giá thành thì hợp lý, thì khi chúng ta chia ra thì tính ra mất một liệu trình này chúng ta mất khoảng độ 6 đến 9 triệu một cái liệu trình 2 đến 3 tháng. Đấy, thì sau đó chúng ta giảm xuống cái liệu trình duy trì thì mãi nó mới hết một hộp, mãi nó mới hết một chai thì nó cũng không đáng kể nhiều so với cái những cái lợi ích mà nó đem lại cho cơ thể cũng như làn da của chúng ta. Đó. Cho nên cái giá thành của nó rất là hợp lý, tức là gì ạ? Chúng ta đầu tư có trọng tâm trọng điểm, dùng một cái tốt để theo dõi hiệu quả của nó, chứ chúng ta không mua quá nhiều thứ, đúng không ạ?
Đấy, thì đấy chính là cái mà cái thể hiện cái giá thành hợp lý, nó cũng so với đi tắm trắng này, đi tiêm truyền vân vân, đi mua rất nhiều những cái thứ khác để bôi cho nó bằng trắng toàn thân ấy, mà lại chưa chưa chắc là an toàn ấy, thì cái này nó giá thành nó hợp lý và nó rất là tiện lợi. Một cái ưu điểm thứ 6 vượt trội của cái sản phẩm New Glow của chúng ta so với các sản phẩm khác là gì ạ? Nó vừa làm đẹp da toàn thân các anh chị nhé. À, ngày trước mình thảo với sale khách hàng là anh chị mà bây giờ mà cứ yêu cầu là em chỉ làm đẹp mỗi da mặt lắm chịu đấy, công ty em không làm được đâu, bởi vì cái này nó làm đẹp da toàn thân đấy. À, từ da tay, da chân, phần bàn chân, gót chân, những cái nơi mà chúng ta rất ít để ý, hoặc là nó sẽ làm cho chúng ta những cái vùng da mà tối màu ấy, đó, nó không đều màu, thì bây giờ nó sẽ làm đều màu da cho chúng ta toàn thân đấy, đẹp da, căng mịn lên, sáng hồng, đều màu lên, và nó cũng vừa chăm sóc sức khỏe như những cái tác dụng mà Minh Thảo vừa nói, tăng sức đề kháng hay thải độc cơ thể, giúp mình khỏe hơn và làm việc tốt hơn, lúc bấy giờ là yêu chồng yêu con hơn chứ bớt cáu gắt với chồng con nhé. Đó, thì đấy chính là những cái ưu điểm mà cái sản phẩm này so với thị trường thì mình tùy đối tượng khách hàng, mình sẽ đưa dần cho khách hàng những thứ mà để khách hàng thấy là ở đây chính là sản phẩm mình đang tìm kiếm rồi, đúng không ạ? Không cần phải đi đâu xa nữa. Và sau đó thì mình sẽ đưa cho cái khách hàng cái cách sử dụng cũng như là phân tích thiệt hơn về giá nếu như khách hàng có băn khoăn về giá, đúng không ạ? Đấy. Bán lẻ bây giờ thì viên sủi New Glow hộp trắng thì đang là 1.650.000, hộp hồng thì đang là 1.750.000 một hộp, và ngày thì mình dùng 1 đến 2 viên, còn liệu trình tập trung thì cũng từ 2 đến 3 tháng, nhưng mà anh chị cũng hoàn toàn có thể nói luôn với khách hàng là đấy là liệu trình tập trung. Tuy nhiên, nếu như những anh chị mà ít vấn đề về da hoặc là nó hấp thụ tốt thì sau 1 tháng, tháng rưỡi mà thấy da mình ôi đẹp thế này như ý rồi thì mình hoàn toàn có thể giảm xuống liều duy trì nhá. Ví dụ viên sủi thì xuống ngày 1 viên. Đó, chứ không nhất thiết là cứ phải bắt phải uống đến tận từ nó. Thế nhưng mà mình cần dùng một thời gian để cho da nó ổn định, nó hoàn thiện cái quá trình thay da cho mình. Đấy, thì là vẫn cứ dùng khoảng từ 3 đến 6 tháng và sau đó mình có thể ngưng một thời gian. Ngưng một thời gian sau đó mình có thể bổ sung lại để mình chăm sóc chăm chút thêm. Đó. Thì mình dùng cái liệu trình như vậy, hoặc là thậm chí có những anh chị nào mà ban đầu da đã đẹp lắm rồi, đẹp như ý rồi mà mình chỉ cần là làm sao để trẻ, để thải độc này, làm để giữ nó đẹp thế và đẹp hơn nữa, thì cho dùng liệu trình duy trì ngay từ đầu cũng được anh chị nhé. Một viên ngay từ đầu hoặc là mỗi ngày một xịt, một lần xịt ngay từ đầu. Đó. Với cái chai dạng xịt New Glow Sun Spray thì giá gọi là mắc lên một chút là 1.800.000 đồng một chai 50ml. Nó tuy là nhỏ thôi nhưng các anh chị hãy tư vấn với khách hàng là bởi vì nó là dạng nó hấp thu và ma mạch, cho nên là nó hấp thu tối đa, hấp thu rất là cao, cho nên là chỉ cần với cái lượng này thôi nhưng mà nó đưa vào cơ thể, cung cấp cho cơ thể cực kỳ tốt rồi, cho nên mình không cần phải dùng cái liều quá cao. Một ngày mình có thể dùng đến 2 đến 3 lần xịt, và đến liệu trình duy trì thì mình có thể dùng một ngày một lần xịt. Đấy, tức là mỗi lần là 3 xịt đấy ạ. Đó. Còn nếu thời gian đầu anh chị nào muốn nhanh, muốn cải thiện nhanh, muốn hiệu quả nó tốt hơn ấy, thì mình chịu chi một chút, mình gọi là mạnh tay một chút, mình tập trung trong 1 2 tháng đầu có thể xịt tối đa từ 3 đến 6 lần. Tức là mỗi lần nhân 3 lần xịt đấy ạ. Mỗi lần xịt mỗi lần 3 xịt. Thì là mỗi lần 6 lên 6 nhân 3 là 18. Nhát xịt đấy ạ. Đó, gọi là một nhát xịt đấy. Đấy. Thì mình cứ dùng như thế. Thì sau 1 tháng, tháng rưỡi, 2 tháng thì đó mình có thể giảm xuống, xuống cái liều trình liều duy trì. Đến là nhiều anh chị mà đang có vấn đề cấp bách lắm về da rồi, hoặc là về sức khỏe rồi, muốn cải thiện nó nhanh, hiệu quả trong thời gian đầu. Đó, thì mình hoàn toàn có thể dùng như thế nhé. Anh chị có thể tư vấn như thế. Và liệu trình của cái chai dạng xịt này cũng là từ 2 đến 3 tháng để đạt hiệu quả tốt. Thế nhưng mà với tùy tình trạng làn da thì các anh chị tư vấn nên làm cái công tác tư tưởng cho khách hàng ngay từ ban đầu. Đấy là ví dụ như là những người mà da không đen lắm thì đương nhiên người ta tránh trắng nhanh rồi, đúng không? Da mà nám nhẹ thì người ta sẽ cải thiện nhanh rồi. Thế nhưng mà ai mà đen ơi là đen, đen bẩm sinh, thì hãy tư vấn khách hàng là kiên trì ngay từ đầu, bởi vì là mình cần thời gian lâu hơn. Và cái độ trắng sáng này nó cũng không thể so với những cái người mà da nó nhanh nhẳng gần sáng rồi đâu ạ, bởi vì nó là hấp tố da di truyền rồi. Đấy. Thì khi L-glutathione này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta là tăng tổng hợp cái melanin sáng và giảm cái tổng hợp melanin tối. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên ở trong đó thì mình vẫn phải chú ý là đến bảo vệ da nữa và những cái yếu tố bên cạnh đó nữa, chứ không phải cậy là uống xong là da khỏe hơn là mình cứ đi phơi nắng thoải mái đâu ạ. Đấy. Và với sản phẩm này thì khách hàng mục tiêu của chúng ta có thể nhằm đến là mấy nhóm như thế này. Đó. Nhóm thứ nhất là nhóm làm đẹp. Những người muốn trị nám này, muốn trắng da này, muốn làm da đẹp hơn, da trẻ hơn. Đấy. Nhóm này thì rất là nhiều luôn. Thì anh chị hãy tư vấn nhấn mạnh vào những cái và hiệu quả làm đẹp mà sản phẩm này có thể đem lại. Đấy. Da trắng lên, nám thì mờ đi, da thì căng mịn hơn, trẻ hơn rất là nhiều. Cứ chắc chắn là những cái người mà gặp lâu lâu mới gặp là thể nào cũng khen trẻ hơn, đẹp hơn. Cái nhóm thứ hai khách hàng của chúng ta là nhóm quan tâm đến sức khỏe.
Một số người bảo là thực ra là trắng thì cũng không cần trắng lắm đâu, nhưng mà thấy cái sản phẩm này nó hay, muốn dùng để cho nó thải độc cơ thể, bởi vì là phải hút thuốc nhiều, uống bia rồi rượu rồi tiếp khách, rồi bây giờ môi trường nó độc hại quá, ăn uống độc hại quá, cho nên là mình muốn dùng thôi thì mình hãy nhấn mạnh đến những cái tác dụng mà liên quan đến sức khỏe cho khách hàng, và chắc chắn là sau một thời gian dùng thì khách hàng sẽ thấy rất là thích, bởi vì những cái thay đổi trong cơ thể của mình, và tất nhiên là cũng yên tâm hơn, bởi vì là giữa một cái môi trường độc hại như thế, mình có một cái gì đó nó hỗ trợ cho sức khỏe của mình. Cái nhóm khách hàng thứ ba mình có thể tư vấn đấy là nhóm mà có bệnh mãn tính. Ra nhóm này mà dùng những cái đường dạng đường uống, họ rất là băn khoăn, rất là khó dùng, không phải cái gì cũng dùng được. Như mình Thảo nói ban nãy đấy ạ, những người bị ung thư này, hay là bị những cái bệnh mãn tính như là viêm gan, rồi tiểu đường, rồi huyết áp, rồi tim mạch, vân vân. À, thì họ rất là ngại ngần khi mà dùng các sản phẩm đường uống. Nhưng với chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng được, tư vấn cho họ dùng được sản phẩm này. Rất, thậm chí rất là tốt, nó tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên là Minh Thảo cũng có lưu ý tí nữa trong phần hướng dẫn đấy là gì, nếu như người ta đang bị giai đoạn bệnh đang trầm trọng, đang điều trị tập trung thì thôi, bảo người ta từ từ điều trị bệnh ấy đã, cho nó ổn định đã, khi nào nó ổn rồi thì mình sẽ dùng đến những sản phẩm này được ạ. Đấy, và bây giờ Minh Thảo sẽ nói đến cái tư vấn cái liệu trình cho các cái nhóm khách hàng của chúng ta. Thì thông thường với một khách hàng thông thường thì chúng ta hoàn toàn có thể cho khách hàng dùng kết hợp. Nhóm thứ nhất là dùng kết hợp một viên sủi với cả xịt cái chai xịt New Glow Spray một ngày 3 lần. Đấy, kết hợp một viên sủi. Thì tùy tình trạng, nếu khách hàng mà không có bệnh lý về bao tử thì có thể cho dùng cái viên sủi màu hồng New Glow C. Còn nếu có bệnh lý bao tử hơi yếu một chút thì cho dùng cái viên sủi màu trắng New Glow, và khuyến cáo khách hàng ăn thêm các sản phẩm có vitamin C. Đấy là nhóm nhất. Nhóm thứ hai, các anh có thể có một số anh chị quen dùng rồi, chẳng hạn có thể trước đây dùng rồi, và hoặc là bạn bè dùng rồi và không, chỉ thích viên sủi thôi, anh chỉ thích viên sủi thôi, chị không thích xịt đó, chị dùng một loại thôi cho nó dễ mang kiểu thế, thì chúng ta hoàn toàn có thể chiều lòng khách là gì ạ, tư vấn cho anh chị là một ngày dùng hai viên sủi, một viên buổi sáng và một viên vào buổi cách nhau khoảng độ 6 tiếng là được, có thể sau buổi trưa hoặc buổi chiều, nhưng mà đừng uống muộn quá sau 5 giờ, bởi vì cái này nó giúp thải độc cơ thể, cho nên có thể là giúp tỉnh táo, và có thể ai mà nhạy cảm có thể khiến cho khó ngủ đó, thì mình tư vấn khách dùng một ngày hai viên sủi luôn. Đấy là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là mình có thể tư vấn cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mà có bệnh lý về dạ dày bao tử đấy ạ, thì dùng cái loại dạng xịt này là yên tâm luôn, không phải lo gì nữa, bởi vì nó không đi qua đường tiêu hóa đó, không phải lo là chị dùng sợ là không hợp, sợ là nó sót ruột thế nọ thế kia đấy, thì là mình tư vấn cho khách hàng dùng luôn, mỗi ngày dùng luôn New Glow C Spray dạng xịt luôn, 3 lần xịt dưới lưỡi đến 6 lần, nếu muốn hiệu quả nhanh, hiệu quả cao và sức khỏe bình thường thì dùng 3 đến 6 lần. Còn nếu như sức khỏe kém thì mình cứ cho dần dùng gọi là dần dần, có thể là ngày một lần một xịt đã, sau đó thấy cơ thể nó thích ứng được thì tăng dần lên là 3 lần. Với những người mà có vấn đề sức khỏe một chút gọi là không được khỏe lắm ấy, thì mình cứ cho dùng cái liệu lượng trung bình trở xuống thôi. Đấy. Và một số lưu ý khi tư vấn cái sản phẩm viên sủi cũng như là chai xịt Nivolosin này thì các anh chị lưu ý có một số những trường hợp mà mình không tư vấn cho khách hàng dùng. Ví dụ người bị xuất huyết dạ dày này, loét dạ dày là viêm dạ dày nặng thì mình không cho dùng viên sủi nha các anh chị nhé. Viên sủi New Glow và New Glow C. Đấy, khi mà bao tử nó có những cái tổn thương như thế thì người ta cũng phải điều trị cho nó ổn định. Chứ cái những cái thành phần này thì nếu mình đưa vào nữa thì nó cũng có thể tác động đến, tác động với cả cái thuốc người ta đang điều trị, và thực ra nó sẽ không tập trung vào cái điều trị của người ta, bởi cái này nó qua đường tiêu hóa. Đó. Và nó cái hàm lượng của nó cũng khá là tối ưu. Cho nên là mình khuyên khách hàng là để tốt nhất thì nên dùng loại xịt nếu mà đang bị dạ dày. Chứ trước đây mà chưa có dạng xịt này thì khách hàng còn phải ngừng để điều trị chứ, ổn định xong, ổn định rồi, cái dạ dày đi rồi thì bây giờ mới dùng ạ. Đấy, và dùng thì dùng pha loãng và dùng liều thấp, ví dụ mỗi ngày một viên. Đó. Thì với những cái trường hợp này thì các anh chị có thể tư vấn sử dụng luôn là chai xịt, rất là yên tâm luôn, mà hiệu quả rất là cao. Với những trường hợp chống chỉ định tiếp theo là những cái người mà suy các bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là suy gan, suy thận, suy tim. Đó. Cái gì liên quan đến suy, tức là nó ở cái dạng khá là nặng rồi, bệnh lý khá nặng rồi. Hoặc là những cái người mà đã đi mổ nào, cắt ghép tim, gan gì đó, phổi gì đó, cắt ghép nội tạng đấy ạ, phẫu thuật đấy ạ. Đấy, hoặc là cắt một bên thận, cắt một bên này bên kia, thì thôi tốt nhất là khuyên khách hàng là thôi uống theo chỉ đơn của bác sĩ thôi, để chăm sóc sức khỏe thôi, chứ không dùng cái sản phẩm này. Cái đối tượng tiếp theo thì để thận trọng thì thực ra cũng chưa có những nghiên cứu đâu, nhưng mà để thận trọng thì chúng tôi cũng thường khuyến cáo là với phụ nữ có thai và cho con bú, thì em bé nó đang ở giai đoạn vô cùng non nớt, mẹ thì hấp thu được nhưng con thì chưa hấp thu được đâu ạ, cho nên là mình cũng khuyến cáo là họ chưa dùng đó.
Bao giờ mà em bé nghỉ bú thì sẽ cho dùng được ạ? Một trường hợp nữa cũng không tư vấn dùng cái sản phẩm này, đấy là bệnh giảm sắc tố ạ, như kiểu bạch biến bạch tạng, có những cái tròm da tự nhiên màu trắng bệch trên da ấy, rồi khắp cơ thể ạ. Đấy, thì cũng tư vấn cho khách hàng không dùng ạ. Trường hợp nữa là những người bị cơ địa dị ứng. Cái này thì nó có thể khai thác được do quá trình các anh chị tư vấn đấy ạ. Khách hàng mà thường có cái bệnh này là cái bệnh đặc biệt lắm. Uống cái gì cũng dị ứng ấy. Thì khách hàng sẽ nói luôn khi mua đấy ạ. Em ơi chị bị cơ địa dị ứng ấy, chị có dùng được không? Thì mình thôi thưa với chị là cái loại này nếu mà chị bị đến uống vitamin nó cũng bị thì thôi cái này chị cũng không uống được đâu, bởi vì nó thuộc về cơ địa rồi. Mình nghỉ luôn không dùng được ạ. Đấy. Còn thực ra thiên biến vạn hóa là mình gặp rất nhiều khách hàng có rất nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau. Thì nếu như khách kể là đang bị bệnh gì rất là nặng, đang điều trị theo bác sĩ này theo bác sĩ kia, thì tốt nhất khuyến cáo khách hàng là hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này để nó tránh tương tác với thuốc người ta đang sử dụng anh chị nhé. Một cái lưu ý nữa là nếu như khách hàng mà đang dùng điều trị những cái bệnh nhẹ thông thường chẳng hạn như ho rồi cảm cúm vân vân, viêm họng vân vân, những cái điều trị thông thường ấy, thì mình vẫn có thể uống được bình thường, nhưng mà mình uống cách cái viên sủi với thuốc ra khoảng 30 phút, hoặc là uống thuốc bắc cũng vậy, uống cách nhau ra khoảng 30 phút. Còn nếu như khách đang có cái bệnh gì đó nhỏ thôi nhưng mà phải đang phải điều trị kháng sinh liều cao một đợt chẳng hạn, có thể tiêm hoặc là uống kháng sinh liều cao một đợt chẳng hạn, thì cũng khuyến cáo khách là hãy ngưng đến khi hết được kháng sinh của 3 ngày. Còn nếu như khách mà ví dụ như phẫu thuật nào nâng mũi nào nâng ngực nào các cái loại mà phẫu thuật nhỏ nhỏ thẩm mỹ ấy, thì cũng khuyến cáo khách là bao giờ dùng hết thuốc của bệnh viện của phòng thẩm mỹ ấy, khoảng độ vài tuần thì bây giờ mình dùng sang cái này ạ. Đó, để cho nó cơ thể nó ổn định đi, hết thuốc đi, hết kháng sinh đi, dư lượng kháng sinh trong cơ thể đi. Đó, thì mình dùng. Một số những lưu ý khác là với những khách hàng có tiền sử mà viêm loét này, xuất huyết dạ dày mà đã điều trị ổn định mà họ muốn dùng viên sủi thì anh chị hãy tư vấn họ dùng viên trắng nhé. Viên trắng thì nó không có C liều cao, và dùng pha loãng lên, ví dụ pha bình thường là 120 đến 150 ml thì anh chị bảo họ pha hẳn 200 lên, pha loãng lên thoải mái lên. Đó, nhưng mà đã pha rồi thì chỉ uống trong vòng 15 phút nhé, chứ không phải pha đấy để đấy uống cả ngày anh chị nhé. Đó, và khi pha thì cũng lưu ý với khách hàng là hãy khuấy tan hết những cái bọt ở viên sủi ấy, bọt mà nó tròn tròn nó đậu trên thành cốc ấy, để cho nó uống nó dễ chịu, nó đỡ gây là cái hiện tượng ợ ạ. Đó, nó là giống như là ga ấy, giống như ga trong cái nước uống có ga của chúng ta ấy. Đấy. Thì chúng ta có thể nếu uống viên trắng thì pha loãng, hoặc là nếu như là kết hợp với Nuclose dạng xịt, hoặc là dùng hoàn toàn cái dạng chai xịt cho nó hoàn toàn yên tâm luôn. Với những người mà dạ dày người ta tổn thương nặng ấy. Đó, thì dù ổn định rồi thì có thể hai phương án là như vậy ạ. Nếu dùng thì dùng viên trắng pha loãng kết hợp với xịt, hoặc là dùng hoàn toàn chai xịt. Khi trong quá trình dùng thì mình cũng hướng dẫn khách hàng là không dùng chung với bưởi này. Rồi người ta cũng nghiên cứu và thấy rằng là nếu bưởi, trong bưởi nó có một cái thành phần mà nó làm giảm hiệu quả của L-glutathione, cho nên là mình khuyến cáo khách là không dùng chung chứ không phải không được ăn nhé. Tức là cứ ăn tách xa ra 1-2 tiếng thì được, không sao. Nhưng đừng đem ra ăn chung uống chung thôi thì nó làm giảm hiệu quả, nó phí mất. Đấy. Và cũng khách cũng nên chăm sóc bản thân bằng cách là gì ạ? Không thức khuya quá sau 11 giờ đêm ấy ạ. Đó, nếu có thể, nếu mà do là mình thức để chơi, thế còn nếu vì công việc thì đành chịu. Đó, bởi vì sao, quá trình chúng ta thức khuya cũng là cơ thể chúng ta không được nghỉ ngơi, không được thải độc, và nó cũng kích thích sinh ra melanin đen, tức là sắc tố đen da, cũng làm đen da, sạm da đi, rồi nó cũng xấu y như đi phơi nắng thôi ạ. Đấy, mà nếu như mà chúng ta uống nhưng mà chúng ta cứ thức đêm thức hôm đến 1-2 giờ sáng, dù là thức để chơi bời thôi, thì nó cũng ảnh hưởng, nên nếu có thể thì điều chỉnh bớt, nó sẽ tăng hiệu quả của sản phẩm mà mình thấy rõ hơn. Đấy. Còn ra ngoài thì vẫn phải che chắn rồi dùng kem chống nắng để bảo vệ. Và nếu như phải uống rượu bia thì khuyến cáo khách là dùng cái này xa rượu bia ra. Ví dụ là trước khi uống đi, uống bia uống rượu vài tiếng rồi mình uống đi, chứ đừng có mang ra vừa uống rượu về mình lại uống luôn. Đó. Thì thực ra nó cũng giải độc cơ thể đấy, nhưng nó làm nó bớt bớt cái hiệu quả của cái viên này đi. Đó. Và trong quá trình tư vấn cho khách hàng dùng thì anh chị tư vấn cho khách chụp lại bằng camera thường, sau đó theo dõi ví dụ sau 1 tháng như nào, bảo họ gửi cho mình ngay từ đầu ạ. Đấy, thực ra là một điều đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả, để chúng ta vừa chăm sóc và vừa chỉ ra cho khách thấy là hiệu quả nó ở chỗ này, hiệu quả nó ở chỗ kia. Chứ nếu cứ nói không không, thậm chí là không gặp được khách thì khách cứ bảo ôi chả thấy gì đâu. Thế nhưng mà thực tế có những người thậm chí còn bật mí là ôi ngoài ai cũng khen nó đẹp đấy, nhưng mà các em hỏi là nó cứ bảo là chưa thấy gì. Đó, thì mình để mình làm sao để đồng hành với khách để khách thấy yên tâm nhất, và cái hiệu quả của nó thì khách cũng sẽ thấy là ở nhiều cái góc độ khác trước rồi mới đến cái thay đổi làn da đẹp. Đấy. Thì đấy chính là những cái lưu ý mà Minh Thảo chia sẻ và tư vấn ở trong cái quá trình chúng ta bán hàng rồi tư vấn cho khách hàng cái viên sủi cũng như là chai xịt New Glossy Spray này. Đấy, thì đấy là toàn bộ nội dung của buổi
phần mà về sản phẩm Minh Thảo chia sẻ. Và sau đây thì anh chị có những câu hỏi nào mà muốn Minh Thảo có thể giải đáp luôn hoặc là giải đáp dần dần thì anh chị có thể nhắn lên khung chat để Minh Thảo có thể trả lời nhé. Vâng ạ, sau phần đào tạo của chuyên gia Minh Thảo thì em xin mời quý anh chị đại lý có những câu hỏi gì về sản phẩm thì mời anh chị mở mic, mở cam lên đặt câu hỏi trực tiếp cho chuyên gia của chúng ta hoặc là các anh chị sẽ đặt câu hỏi trực tiếp lên trên khung chat giúp em ạ. Các anh chị nhắn lên khung chat để Minh Thảo có thể nhìn thấy và trả lời ạ. Còn nếu mà có nhiều quá thì có thể soạn và gửi cho Minh Thảo trả lời sau ạ. Các anh chị đại lý nhà mình có câu hỏi gì cho chuyên gia của bên em về những cái dòng sản phẩm Lưu Glow trắng, Lưu Glow C và Lưu Glow Spray không ạ? Nhà mình đâu hết rồi nhỉ? Chắc là tư vấn là ổn rồi, không có cả vấn đề gì cần hỗ trợ cả đúng không ạ? Hiện tại thì em đã mở mic cho các anh chị rồi đã, các anh chị hoàn toàn có thể mở mic và đặt những câu hỏi cho chuyên gia của Phú Thái ạ. Xin mời các anh chị ạ. Dạ alo ạ. Vâng ạ, em xin mời chị Huệ Nguyễn ạ. Chị Nguyễn có câu hỏi gì cho chuyên gia của bên em không ạ? Hôm nay mình được nghe lần đầu tiên các bạn trên link về cái sản phẩm này ấy. Cho nên là các bạn trên link cũng rất là dễ hiểu, mình nắm bắt sản phẩm cũng được, nhưng mà mình muốn hỏi lại ấy, là cái sản phẩm này của bên mình ấy. Theo như bên mình có giới thiệu là sản phẩm cái gì nhập khẩu glutathione sản xuất tại Nhật Bản ấy. Thế nhưng mà có cái chứng nhận gì để chứng minh là mình nhập khẩu cái glutathione này từ Nhật Bản về không? Cái thành phần ấy. Ý của chị Huệ ở đây là thành phần nguyên liệu đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì là dạ, nhá, vâng thì sản phẩm là của Anh đúng không? Nhưng sản xuất tại Ấn Độ. Nhưng nguyên liệu thì nhập khẩu tại Nhật Bản. Thế nhưng mà với một số những khách hàng cao cấp mà họ khó tính ấy, thì thường nếu mà mình nói như vậy ấy, thì họ sẽ yêu cầu là đối với những khách hàng bình thường thì không nói làm gì nhá, nhưng đối với những khách hàng mà họ có am hiểu về cái lĩnh vực dược phẩm ấy, hoặc là họ có am hiểu về cái lĩnh vực hóa chất ấy, thì họ sẽ thường hỏi là ô thế cái này sản xuất tại Ấn Độ nhưng mà nguyên liệu tại Nhật Bản thì bên công ty em, bên nhà phân phối có cái gì chứng minh là em nhập khẩu cái nguyên liệu này từ Nhật Bản hay không ấy. Đó. Dạ. Vâng. Xin được chuyển câu hỏi cho chuyên gia Minh Thảo ạ. Xin mời chuyên gia Minh Thảo ạ. Chị Thảo ơi, mở mic đi chị Thảo ơi. Hiện tại làm sao Minh Thảo lại đang bị tắt mic nhỉ? Thế nếu với những cái vấn đề này thì chắc là phải gửi cho chị các cái giấy tờ liên quan đến thủ tục nhập khẩu và cấp phép của ở bên của cục an toàn vệ sinh thực phẩm của mình mất. Tức là bởi vì những cái thành phần nguyên liệu này thì thông thường ở trên bao bì thì họ có ghi rõ mấy cái dòng là nhà máy ở Ấn Độ này, thương hiệu của Anh này. Đấy, và có các anh chị mở lên cái New Glow C. Lâu rồi Minh Thảo cũng không cầm được cái hộp cái đợt mà mới nhập về thì bao bì mẫu mực mã bây giờ cái là lô mới nhất là như thế nào. Thì tất cả những cái thông tin này nó có ở trên bao bì ạ. Có trên bao bì sản phẩm và có cả ở trong những cái giấy tờ liên quan đến cái hồ sơ mà nhập khẩu đưa sản phẩm về ạ. Đó. Thì nếu như trong gặp những trường hợp mà khó quá thì anh chị cứ liên hệ với cả bên Phú Thái thì sẽ có các cái bạn hỗ trợ, các bạn sẽ gửi những cái giấy tờ liên quan anh chị nhé. Giấy tờ liên quan đến toàn bộ sản phẩm, cả là hồ sơ nhập khẩu sân bay, rồi giấy mà chứng nhận công bố sản phẩm,
của Bộ Y tế Việt Nam. Còn các cái thông tin thì nó ở trên bao bì, nó bằng tiếng Anh, cho nên là anh chị cũng có thể chỉ cho khách hàng đọc, ví dụ như là có chữ India chẳng hạn, có chữ UK chẳng hạn, đấy, có chữ Japan chẳng hạn, đó, thì anh chị có thể chỉ cho khách hàng thấy ạ. Vâng ạ. Chị Huệ có còn câu hỏi gì cho chuyên gia Minh Thảo của bên em nữa không ạ? Qua câu trả lời đó thì Dạ không chị ạ. Em cảm ơn chị. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn chị Huệ. Vâng. Có anh chị nào có câu hỏi gì cho bên Phú Thái cũng như cho chuyên gia Minh Thảo của bên em trong buổi đào tạo ngày hôm nay không ạ? Em mời quý anh chị là mở mic lên để đặt những câu hỏi cho Phú Thái bên em, để bên em có thể có những câu trả lời hỗ trợ và để cho cái hỗ trợ cho việc bán hàng cũng như trong việc thuyết phục khách hàng của các anh chị tốt hơn, thì Phú Thái bên em xin phép được luôn luôn sẵn sàng ạ. Nếu như mà mình không thể mở mic lên để đặt câu hỏi thì em xin mời các anh chị đặt hãy viết câu hỏi của mình vào mục không chat của Zoom ạ. Vâng ạ, nếu như không có câu hỏi hay là ý kiến gì cho buổi đào tạo về ba sản phẩm của công ty cổ phần thương mại dược phẩm Phú Thái của bên em trong buổi đào tạo ngày hôm nay, gồm có sản phẩm Lưu Glow trắng, Lưu Glow C và Lưu Glow Spray, thì thay mặt công ty cổ phần thương mại dược phẩm Phú Thái, em xin gửi lời cảm ơn, chân thành cảm ơn đến quý vị anh chị đại lý hôm nay đã bớt chút thời gian để cùng với Phú Thái tham gia buổi đào tạo training về ba sản phẩm ngày hôm nay. Và kính chúc quý anh chị có một buổi tối ngon giấc và một sắp để chuẩn bị cho một ngày mới, và là ngày mai sẽ có rất nhiều năng lượng mới và những đơn hàng đầu tiên với những sản phẩm của nhà cung cấp Phú Thái bên em ạ. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt các anh chị nhé. Có bất cứ câu hỏi nào hay là cần gì hỗ trợ thì anh chị có thể liên hệ với bên Phú Thái để có các bộ phận chuyên viên và dược sĩ để sẽ gửi cho các anh chị cả những thông tin, những giấy tờ, hoặc là trong quá trình khách hàng dùng có những phát sinh thì có thể hỗ trợ các anh chị có thể trả lời cho khách hàng được ạ. À, hiện tại thì trong phòng Zoom thì có các bạn hỗ trợ cho kênh đại lý phân phối của chúng ta, đấy là bạn Đinh Huyền ạ, bạn Dung và bạn Tuấn. Thì kính mời quý anh chị đại lý, khi mà các anh chị làm việc với các sale Lào thì các anh chị cần hỗ trợ bất cứ thông tin gì hay cần bất kỳ tài liệu gì liên quan đến các sản phẩm của dược phẩm Phú Thái thì anh chị liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn viên của bên em để được hỗ trợ giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý anh chị hôm nay đã đến với buổi đào tạo của Phú Thái ạ. Xin cảm ơn chân thành, cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị một giấc ngủ ngon. Cảm ơn anh chị. Em xin phép chào các anh chị ạ. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà.